Đang đi dọc bờ biển thì tóm được con cá 7 màu khổng lồ này, không biết nó có phải cá đột biến không nhỉ? Nay trời nắng quá anh em, anh ba chả cú đi bắt hải sản mà ướt hết áo, may sao đang đi thì gặp em tôm hùm này, chắc là nước rút nhanh quá nên nó bị mắc kẹt ở đây, đã to mà còn tươi giỏi thế này thì chỉ có đem về hấp xả nhắm với bia là đủ đánh bay cái nắng mùa hè. Vì trời nắng quá nên anh ba phải chạy nhanh về, nào ngờ lại bắt gặp một con quà đang tránh nắng ở đây, mà ẻ mang nhiều trứng quá, nên thôi anh ba thả nó không bắt nữa vậy. Cũng may sao là ngay bên cạnh vẫn còn một con ghẹ xanh đang núp dưới cát, thôi thì tạm bắt nó về hấp bia cùng với bé tôm hùm lúc nãy. Đây là con cá 7 màu anh em nhìn thấy ở đầu video, đến bây giờ tôi cũng không biết tên của con cá này là gì, thấy nó 7 màu vậy, chắc nên gọi nó là bé dẹo đi. Bé dẹo này có kích thước hơi bị to, nhìn nó dãy dụa mà anh ba không nhịn được cười, có khi nào nó đi lạc từ đoàn ca nhạc nào ra không nhỉ? Mấy nay trời nắng nóng nên nước rút nhanh, hải sản mắc cạn nhiều lắm anh em, nhà ai mà gần biển là mấy nay ra biển bắt được quá trời hải sản, nay anh ba cũng tranh thủ ra biển kiếm tí hải sản về nấu ăn cho bà vợ sư tử Hà Đông ở nhà. Anh em thấy không, mấy con cá trình này béo tốt lắm, thịt núc na núc ních nhìn mê lắm. Rồi mấy con lươn biển này nữa, con nào con nấy thịt chất lượng lắm, giờ để mà săn được mấy con này cũng hiếm lắm anh em. Biển thì ngày càng ô nhiễm, trái đất thì càng ngày càng nóng nên mấy con như này nó cũng chui đi đâu hết, khó tìm vô cùng, giờ mà bắt được tụi nó là coi như cũng may mắn lắm. Chào mọi người, nay tranh thủ rảnh rỗi cùng anh ba chà cú đi dọc bờ biển bắt hải sản nhé, em tôm tít này sẽ là thành quả đầu tiên của ngày hôm nay. Chỗ nước trong khe này anh em có thấy con gì đang cựa quậy không? Nhìn nó ngụy trang như một hòn đá vậy, để anh ba bắt ra cho anh em xem. Đây là cá gì vậy anh em? Có phải là cá mặt quỷ không nhỉ? Nhìn nó kỳ dị lắm, không biết có ăn được không? Mà quan trọng là không biết nó có thịt không nữa, nhìn nó cứ như chỉ có da bọc xương. Anh em nào biết tên thì bình luận cho anh ba biết với nha. Dưới tảng đá này là một con quạ trà bá đang núp, nhìn nó có vẻ khôn lắm. Thấy anh ba đi tới là nó liền chui tọt vô trong cái khe đá này. Nhưng trốn cũng vô ích thôi vì kiểu nào anh ba cũng sẽ tóm được. Ngon lành rồi anh em, nhìn nó to lắm, con này đem về hấp bia là đúng bài luôn rồi. Chưa bao giờ mà tôi lại thấy cuộc sống sinh tồn ngoài biển lại đơn giản như thế này. Người đàn ông này đang thực hiện một thử thách sinh tồn trên đảo hoang trong 7 ngày, và hôm nay là ngày thứ 3 của Nata rồi. Nhưng sinh tồn ở một nơi mà cứ đi dọc bờ biển là lại bắt được hải sản như này là lại quá đơn giản rồi. Cứ cách vài bước là lại bắt được một con cá, không những thế, con nào con đó cũng cực kỳ chất lượng. Gặp tôi bị bỏ hoang ở hòn đảo như này, tôi sống cả tháng cũng được, vì đồ ăn luôn có không lo chết đói. Nãy giờ ông anh bắt cá nhiều rồi thì chuyển sang bắt ghẹ. Dưới tảng đá này có một con ghẹ cứng đầu đang núp trong đó, nãy giờ cậy nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa chịu ra. Như anh em thấy đó, sinh tồn ngoài đảo hoang với ông anh này là vô cùng dễ, đó thì cứ đi dọc bờ biển là lại no căng cái bụng. Bất ngờ nhất là đây, không biết từ đâu lại rơi xuống nguyên một ổ tôm hùm, chuyến này mà ở trong đất liền, ông anh đem như đầy đi hấp bia là hết sảy bà bài. Chào anh em, nay lại cùng anh ba chà cú đi bắt hải sản nhé. Còn khoảng một tiếng nữa là thủy triều lên rồi nên anh ba phải tranh thủ mới được. Chỗ này có một con cá đang nằm sẵn kêu gọi anh ba hãy đến bắt nó đi. Để không phụ lòng nó, anh ba quyết định đem nó về nấu lẩu luôn. Anh em đoán xem đây là cá gì và bình luận ở phía dưới cho anh ba biết nhen. Mùa này trời nắng nóng lắm anh em, mới đi ngoài biển xíu thôi mà nắng rát da luôn rồi. Anh em xem con gì này, có phải là con cá mú không ta? Nhìn nó giống cá mú lắm nhưng không hiểu sao toàn thân nó lại màu đỏ luôn ta. Cầm lên thì anh ba nhắm chừng con này cũng phải hơn 5 kg. Như đây mà đem ra chợ bán là cũng lụ được mớ tiền đem về cho bà vợ sư tử Hà Đông ở nhà rồi. Mấy nay đang thèm nhung biển thì may sao chỗ này lại có một đám đang tụ tập ăn chơi. Chuyến này lỗ này tới công chuyện với anh ba, đem về nướng mỡ hành rủ mấy thằng cốt qua làm vài ba xị nữa là hết bài. Không biết anh em có món nào làm với nhung biển ngon không? Bình luận cho anh ba tham khảo với nha, chứ thực đơn món nhậu của anh ba còn ít lắm. Hình như có ai đem đồ tôm tít ở đây hay sao ấy anh em ơi. Đang đi thì ngó qua đây anh ba chà cú phát hiện ra một ổ tôm tít khổng lồ luôn này, đếm sơ qua cũng phải hơn chục con. Nhiều như này giống như có ai đem đồ bỏ hơn là tụi nó tự tụ tập ở đây, nhưng mà anh ba cũng không quan tâm việc đó lắm, lộc trời cho thì mình cứ nhặt về thôi anh em. Nhìn xem, tụi này cũng đâu nhỏ nhắn gì, cũng tầm trung rồi ấy chứ, thịt cũng chắc lắm chứ đùa, con nào con nấy thịt chắc nịch. Sáng bà vợ bảo ra biển bắt không được con nào thì tối đừng hòng ngủ chung, nhưng mà bắt được nhiều như này thì chắc tối nay không phải ra sofa ngủ rồi, biết đâu lại còn được hầu hạ tận bình xăng con ấy chứ. Hình như thủy triều lâu lên quá nên tụi này không kịp tìm chỗ núp hay sao ấy. Nãy giờ anh ba thấy tụi hải sản hay tụ tập lại với nhau lắm, mấy con quà này cũng như vậy nè. Làm như vậy anh ba thích lắm, đỡ công phải tốn công đi tìm, cứ tụ tập một chỗ như này để anh ba bắt cho dễ. Tối nay về làm nồi lẩu hải sản rủ mấy cốt đến lai dai là hết bài.